mấy mối tình rồi em nhỉ? Dạ, mối tình chính thức thì em có mối tình nào anh ơi. Hả? 28 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ hai người đã có mặt ở sân khấu rồi. Mời anh. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Sinh Hưng, giáo viên trường trung học cơ sở Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Em đến đây với chương trình mong muốn tìm được một nửa còn lại của mình, mặc dù lâu lắm rồi chưa thấy. Anh Hưng bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 36 tuổi, em sinh năm 1981. À. Yeah. Rồi, mời bên kia. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Hằng, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên mầm non và em quê của em là ở Phan Thiết. Dạy ở Phan Thiết luôn? Dạ. Còn anh là dạy Bình Thuận hả? Dạ, em dạy ở huyện Đức Linh. Cũng hơi xa ha. Cũng hơi xa. Không sao, không sao chị ơi. Tình yêu mà, làm gì có chuyện xa đúng không anh? Dạ. Anh hỏi một chút xíu gì bên kia đi. Em muốn tìm người thế nào? Em có thích bạn trai làm giáo viên không? Dạ, em không có quan trọng nghề nghiệp anh ơi. Chứ em quan trọng gì? Dạ, em quan trọng về tính cách nhiều hơn. À, rồi vậy em hỏi ảnh luôn đi. Dạ, anh có thể giới thiệu về tính cách của anh cho em biết được không anh? Anh là một người sống rất là hòa đồng, vui vẻ. Em có được mấy mối tình rồi em nhỉ? Dạ, mối tình chính thức thì em có mối tình nào anh ơi? Hả? 28 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Tại sao? Nhà em là chị em gái đông. Rồi tới khi em đi học là cũng ngành mầm non cũng nữ không? Tới khi ra trường, môi trường đi làm em cũng gặp nữ không? Có chú bảo vệ là nam. Rồi ở nhà gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ em biết hối không mà ăn đâu, ngày nào cũng nói. Ăn xong ngày nào cũng nói hết? Ngày nào cũng nói, thấy mặt là nói, thấy mặt là nói. Rồi chuyến này nếu được thì khi nào mình kết hôn được? Dạ thì em thì khi đến tham gia chương trình này á, em muốn tìm và tiến tới hôn nhân luôn. Chứ không phải là để yêu và quen cho biết. Đúng rồi, mình cũng lớn tuổi rồi ha. Dạ. 28 mà lớn cái gì mà lớn không biết nữa. Trời ơi, 28 mà chưa có mảnh tình dắt dai. Chưa. Đó, thí dụ như 28 mà có cũng có dài cái bỏ túi rồi, có kinh nghiệm thì không nói gì. Thì giờ có lấy luôn chứ có gì đâu. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình. Một mối tình cô giáo dạy anh văn được 3 năm rưỡi thì tụi em không hợp nhau về đạo giáo. Rồi tụi em chia tay. Mối tình thứ hai, cô bé học trò của em sinh năm 1992. Cô ấy học tốt nghiệp ra trường bên môn cao đẳng kế toán. Rồi cũng được 11 tháng cũng chia tay luôn. Ủa sao vậy? Trẻ quá hả? Dạ không phải, hiện chắc có lẽ là em không có khiếu để giữ được cho nên em mất. À vậy à. Cô gái này chưa có bạn trai, bữa nay tôi trổ tài, tôi tân trang nhan sắc cho cô ấy cái đã. Dạ. Theo như kinh nghiệm làm đẹp 38 năm của chị là nó chưa làm cho em nổi bật. Chị phải làm cho em nổi bật. Đó, nó sẽ nữ tính hơn rất là nhiều. Phụ nữ thì phải làm đẹp rồi chị ơi. Rồi bây giờ anh muốn tìm một cô gái thế nào? Em đến với chương trình cũng muốn là tìm đúng nửa của mình luôn. Chứ không có còn kiểu mà còn mình có kiểu mà dây mơ rồi thử để nhau hay là rồi, em không muốn vậy. Em chỉ muốn là tìm đến nhau đến hôn nhân luôn. Dù sao cũng là mình lớn tuổi rồi. Rồi mình tả thử coi giống người bên kia không? Em thì không có quan trọng về ngoại hình lắm đâu. Biết thương yêu em là được rồi. Đơn giản gì đó hả? Rồi bây giờ bạn nữ giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình. Em có điểm mạnh với điểm yếu gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nữ công gia chánh. Điểm yếu của em là tính em hơi nóng tính. Rồi có tính nữa là lúc bận lúc hiền. Là em có sở thích đi du lịch bằng phượt á chị. Đi phượt á. Có nghĩa là lúc em đang ở Phan Thiết ấy, khi mà bạn bè gọi điện em ở Nha Trang. Khi Nha Trang gọi điện tới em ở Phan Thiết. Vậy là gọi là lúc ẩn lúc hiện. Dạ. Chỉ có phép vậy. Dạ. Thường em đi vậy là em đi với ai? Dạ em nói chung là ngẫu hứng. Cái em hứng là em rủ người này rủ người kia đi. Ai đi thì em đi. Rồi ai em đi thì mới nhà. Hỏi thầy thứ coi thầy giáo bên kia có muốn đi đi phượt chung với em không? Dạ, em nói chung là cái sở thích em đi phượt mà em là không thích đi với con trai. Hả? Bây giờ có bạn trai phải đi với trai chứ, bây giờ có bạn trai không đi với trai là chừng nào lấy chồng. Giống như là em đi với bạn chung á để có thể náo loạn được. Trời đất ơi, nhưng bây giờ phải thay đổi, giờ có muốn lấy chồng không? Dạ muốn, bây giờ thay đổi không được sao chị? À bây giờ em thích người bạn trai như thế nào? Tuy là cái tính em náo loạn nhưng mà em cũng hơi cổ hủ. Em thích người bạn trai là có trách nhiệm với gia đình. Yêu là phải chung thủy, đã chung thủy mà không chịu được sự cô đơn á thì đừng có yêu. Thời hiện đại là nam nữ bình đẳng. Hai người phải góp chung và vung vén cho hạnh phúc gia đình và lo chung với gia đình của mình. Vậy thì cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ gia trưởng lại hay ghen. Thầy giáo có gia trưởng không? Dạ không, em là con trai trưởng chứ không phải là gia trưởng. Có hay ghen không? Dạ cũng không luôn, cũng bình thường thôi. Thầy giáo có lãng mạn không? Dạ có, em có bài thơ lãng mạn. Rồi đọc một bài thơ luôn. Ước gì hai nửa gặp nhau, ốm đau hoạn nạn có nhau sẽ cùng. Đêm hôm anh bớt lạnh lùng, ấm êm hạnh phúc ung dung cuộc đời. Nửa của tôi ơi, mãi rạng ngời, em là ấm áp xuân này cho anh. Hay quá. Phải ghé màn qua coi, tại vì
cái giọng của thầy giáo có những cái chữ xử lý rất là đặc biệt, nghe nó đã cái lỗ tai lắm thầy. Rất là cảm ơn anh chị Khánh Nam. Thầy thầy cười không thấy mùi xuân đâu luôn ha. Cười có duyên mà, cười thế này nó mới lan tỏa đấy, nụ cười tỏa nắng. Tỏa nắng hả? Vậy là những cửa hàng xén răng đen rồi, bên kia sông đuống của hàng cơm. Dạ. Thầy dạy môn gì? Dạ em dạy toán ạ. Thầy toán mà cũng giỏi văn vậy? Dạ em rất thích mê văn. Hay quá. Bây giờ mình bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nói như bạn bên kia là lúc nào cũng được, em cũng sẵn sàng. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu? Nhà của em ở một mình. Là có nhà rồi ha? Dạ. Mọi thứ chị sẵn sàng hết rồi. Dạ. Nhưng mà thầy về cái chuẩn ngoại hình là thầy không quan trọng hả? Cao thấp ốm ập gì như thế nào thầy không? Dạ không. Không cần thiết đúng không? Rồi. Dễ mà ha. Được rồi đó nha cô. Bao lâu cô tiến tới hôn nhân được? Dạ, nó cảm thấy hai đứa muốn đến với nhau thì cứ tính tới hôn nhân. Dạ. Cô giáo mầm non muốn có mấy cháu? Dạ, nhà nước mà anh. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Con nít đứa nào em cũng thích tới trai gái gì em cũng thích hết. Vậy đơn giản quá ha. Cô không thích gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích ở đàn ông là có nhiều tính đàn bà. Kê phiệt bủng xỉn. Rồi nhậu hút thuốc là em không có phản đối cái điều đó. Nhưng mà trong cái giới hạn phải kiểm soát được mình. Rồi, để mình hỏi bên đây coi. Keo kiệt, bủng xỉn. Em không có. Hút thuốc, uống rượu. Rượu bia em có, nhưng thuốc lá em bỏ cách đây hơn 6 năm rồi. Thì cũng ổn đấy ha. Bây giờ thôi mình gặp người nhà coi tư vấn thế nào. Ba mẹ ở xa quá không đi được, cho nên cho em xin lỗi. Chỉ còn một cậu học trò thân yêu của em thôi, gắn bó với em cũng nhiều năm. Học trò thân yêu mà. Cậu Vương Khánh Minh Đức. Dạ con xin chào cô chú MC cũng như các khán giả đang theo dõi chương trình. Nãy giờ con ngồi đây thì con thấy là cô giáo là một người rất là nữ tính, hiền thục. Và những cái gì mà cô chia sẻ thì con cảm nhận là cái suy nghĩ của cô rất là chín chắn. Con nghĩ là cô rất, sẽ rất là hợp với thầy của con. Rồi, cảm ơn học trò thầy rất là nhiều. Hôm nay cô giáo mình có đi với ai không? Dạ em đi với em Thiên. Chào em. Kính chào chú Quyên Linh và cô Cát Tường. Dạ con là em họ của chị Hằng. Dạ con thấy anh bên đây cũng được. Chị con thì cũng học bác hay giúp đỡ người. Làm ở trường thì tất cả các cô đều yêu quý. Và hai người thì chút nữa kéo màn lên rồi tùy vào ánh mắt của hai người. Rồi thôi được rồi, tùy vào ánh mắt của hai người ha. Kéo màn. Rồi mời thầy gặp cô giáo. Mời cô giáo gặp thầy. Anh chúc em vui khỏe và xinh đẹp. Em có nhận xét gì về anh? Dạ, nói chung là em nhìn anh là dễ thương. Em cũng vậy. Dạ, nhưng mà hai đứa mình cũng là đồng nghiệp. Dạ. Cuộc đời thì ngoài yêu trẻ ra thì mình cũng nên có chút gì đó để yêu nhau. Dạ. Dạ. Dạ không em? Dạ. Anh thì anh xích cuộc sống nó thật, nhưng mà đôi chút phải có một chút lãng mạn để cho nó đẹp, đặc biệt là trong tình yêu. Dạ. Em thì cái bản tính của em nó gọi là nó hơi bị trái ngược đòn, tính cách không giống ai. Không biết là anh có chấp nhận được những cái tính cách đó của em. Có lẽ là anh cũng chưa biết được. Dạ. Tại vì giữa em với anh thì mình mới gặp nhau mà. Đấy, sau này thời gian lâu dài anh đi ra Phan Thiết hoài thì anh cũng biết được tính em thôi. Dạ. Dễ mà. Dạ. Khi mà em với anh quen nhau không biết có hợp hay không thì em cũng không có nói trước được điều đó. Tại mỗi tính cách mỗi người, nhưng mà em quan niệm gì nè. Có thể trong quá trình yêu nhau có những cái sở đoản, những cái mà người đã sai, một trong hai người có thể chấp nhận chịu thay đổi cho nhau thì sẽ dung hòa với nhau. Nhưng mà dạng như anh thích phụ nữ, anh có quan trọng gì ngoại hình? Người ta nói ốm thì đẹp, cao thì sang, mập dễ thương, lùn quý phái. Em vậy là đẹp rồi. Nhưng mà anh nghĩ một điều anh cũng thấy buồn. Tại sao á em như vậy mà sao mà 28 tuổi em không nói có mối tình nào vắt vai? Nói thiệt sự là không có mối tình vắt vai thiệt. Tại cái tính của em á là từ nhỏ đến lớn là cái tính gọi là thích mê chơi. Mà em chơi với phụ nữ, gái không à. Vậy thôi hôm nay bữa nay chơi cho anh đi với, cho vui. Dạ. Chỉ có nhưng mà rồi. Em nói trước là em nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng mà những người bạn của em sẽ nhỏ hơn anh nữa. Nhưng cái độ nhoi của em là độ nhoi của bạn em nó sẽ lầy hơn cái gì đó. Nên chị anh đó anh biết. Em, dạ. Chị đó anh biết. Em nhìn anh thì em thấy anh cũng chỉnh chu. Có thể cái tính anh nó nghiêm túc hơn cái tính của em. Cũng không đâu. Đang giả đò đó. Dạ. Đang giả đò đó. Bây giờ mình nói một chút về tương lai với thầy cô giáo. Thí dụ mình hẹn hò với nhau, mình hợp với nhau thì tương lai mình sẽ tiến xa như thế nào? Đúng rồi. Dạ nếu mà hẹn hò nhau tiến xa thì... Thì em về với anh. Dạ. Nhưng mà nói chung là anh có phải là người đàn ông của gia đình không? Như là anh có chịu chia sẻ công việc nhà với vợ? Em cứ yên tâm, điều đó anh làm từ khi học lớp 8 đến giờ. Dạ nhưng mà anh là ngành giáo cho anh hiểu cái ngành mầm non. Với một mầm non thì em cũng chia sẻ cái ngành anh sẽ giúp cho em được.
Chắc có thể anh sẽ giúp cho em làm một vài đồ dùng dạy học nữa. Dạ em cảm ơn điều đó. Dạ. Dạ. Thầy nói dạ. Một câu gì thật tình cảm đi thầy với cô giáo đi. Thầy mình sẽ dành cho nhau cơ hội em nhé. Thầy nói thầy lãng mạn mà thầy nói gì không có lãng mạn gì hết. Em chỉ có vậy thôi, giờ không nói được khác nữa đâu. Tim em nó muốn rớt ra ngoài rồi. Bây giờ mình chỉ có thể hiện bằng nút bấm thôi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Chọn hay không chọn, đó là quyền của thầy cô. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời cô. Cả thầy và cô đều không bấm cả. Lý do tại sao thầy không bấm? Tại vì bạn thích đi phượt á. Cho nên em thì không có thích đi phượt. Em thích đạp xe đạp thôi. Rồi, còn cô giáo? Em thì cũng quý ảnh. Nhưng mà em nghĩ là chắc cái máy tính của em không phù hợp với ảnh. Có vẻ hai người sẽ trở thành bạn tốt hơn. Chúc cô thầy sẽ có một cuộc sống thật là tuyệt vời, sẽ sớm tìm ra một nửa yêu thương của mình. Rất hân hạnh được gặp thầy. Gửi tặng thầy và cô nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, tặng thầy. Chúc anh chị sức khỏe, chúc quý vị khán giả sức khỏe, chúc cho chương trình ngày càng thành công tốt đẹp. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Ví dụ như giờ tôi là được mấy nút? 3-4 không? Không, chị cũng được 7 nút rồi. 7 nút hả? Dạ. Đúng là... bất ngờ. Cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì trong cách nói chuyện giữa hai người, chúng ta chưa thấy họ cùng chung một quan điểm nào cả. Hèn chi mà kêu thầy tỏ tình hoài, thầy không chịu tỏ tình, là mình cứ tưởng thầy không làm văn, làm thơ nổi. Không phải. Thì ra là chưa rung động. Trái tim chưa rung động. Chưa có rung động. Mà trái tim chưa rung động thì chúng ta không thể nói được điều gì cả quý vị. Nhưng mà không sao. Chương trình này phát sóng thì biết đâu đó thầy và cô sẽ tìm được những người, những cái đối tượng phù hợp với... Có nhiều người sẽ nhấn nút chọn thầy và nhiều người khác sẽ nhấn nút chọn cô. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, giới thiệu đi. Dạ. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Đông Phương, hiện nay 25 tuổi, sinh ra lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Phương đang làm công việc gì? Dạ em làm bên một phần sản xuất của công ty linh kiện tự ở quận 9 chị. Bạn trai? Dạ em tên Lê Đức Phượng, hôm nay em 31 tuổi. Em làm công nhân của công ty Yuki Việt Nam. Em quê quán ở Đồng Tháp. Đồng Tháp? Dạ. Bên kia Đông Phương, bên đây là Đông Phượng. Phương, giới thiệu về bản thân mình xíu, những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em có ưu điểm là hòa đồng và vui vẻ, thích đi chơi du lịch đây đó. Khuyết điểm của em là hay nóng tính, lại hay quên đó chị. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em mới tìm hiểu được hai người mà không có hợp nên không tiến tới được chị. Vậy là chưa có mối hình tình chính thức. Dạ. Vậy bạn trai bên kia mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị ơi. Mà chính thức hay là không chính thức? Dạ chính thức. Một mối tình 3 tháng, một mối tình 6 tháng. Trời ơi, dài quá vậy. Dài quá. Dạ. Điểm mạnh với điểm yếu của bạn là gì? Em thì người biết lo làm ăn, sống có trách nhiệm. Và về văn nghệ thì em biết hát chút xíu. Đâu, hát thử một xíu coi. Hát luôn hả chị? Ừ. Em xin hát bài Gõ Cửa Trái Tim tặng bạn nữ bên kia được không chị? Rồi. Em cũng mong rằng bạn bên kia mở cửa luôn. Rồi hát đi, hát lớn tao mở cửa. Gõ cửa trái tim vang em đừng vào. Dù tình xót xa chung thân nguyệt đào. Ngủ vùi với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tình anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ. Ngò hồn tái tê năm cánh thần thờ. Nhìn lòng mắt sang tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh trong đời chờ. Bạn gái Phương cảm nhận giọng hát của Phượng như thế nào? Dạ, nói với dạ là một của sao vậy? Hay quá. À, vậy hả? Dạ. À, có,
Em hát tặng lại ảnh. Dạ em hát dở lắm chị. Hát dở lắm hả? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm, lo lắng, biết lo cho gia đình sau này á chị. Còn cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích là hay lăng nhăng, lại hay động tay động chân á chị. Có vũ phu không em? Dạ không. Phương? Dạ không có chị ơi. Còn về ngoại hình em? Dạ em thích là người bạn trai phải 1m65 trở lên chị, dễ nhìn, biết ăn mặc vậy thôi chị. Bạn trai cao bao nhiêu? Dạ đúng 1m65 luôn chị. Có điều gì ngoại hình em có cái gì không thích không ở người bạn trai? Dạ bụng bự, đầu hói, hô em không thích. Bụng ba cái đó có cái nào không? Có không, tự chân khai đi, tự khai đi. Dạ không có. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu chính thời cơ thì mình tiến tới được chị. Chính thời cơ là sao? Là tới cái thời điểm mà chín mùi. Chín mùi á ha. Thời cơ chín mùi. Bạn trai, bạn sẽ tìm người phụ nữ như thế nào? Dạ nói chung là về ngoại hình thì khoảng chừng 5 nút là được rồi. 5 nút rồi. Rồi làm cờ bạc đây nữa, 5 nút là sao? Tại vì nhiều khi mình không biết tả làm sao mình tả vậy, trung bình được chị. Ví dụ như giờ tôi là được mấy nút? Theo chị như hả? Bạn rồi, bạn chị là em 3-4 không? Không, chị cũng được 7 nút rồi. 7 nút hả? Dạ. Chứ là em ít, chứ con gái chấm ai mà cao hơn 7 nút lắm chị. Đây hả? À, chị 7 nút là chị cao rồi đó. 7 nút là cao rồi hả? Trời ơi, hú hồn hú vía. Thôi được rồi, để nói cho bạn gái bên đây yên tâm, bụng không bự, trán không hói, miệng không hô. Hót vô rồi. Bây giờ nếu như được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Thì khoảng chừng 3 hoặc là 6 tháng. Trời ơi, gì lẹ vậy? Vậy chứ... Em cưới mà không làm giống như đi chợ vậy. Chứ nhiêu đó là đủ rồi chị, nhiều khi quen lâu quá 6 năm mà cũng đâu có cưới đâu, 6 tháng được rồi. Em là được là tới luôn. Đánh nhanh rút gọn đúng không? Dạ đúng rồi. Mà chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ cũng có giờ đựng ít hả, chứ không có nhiều. Lấy nhau về ở đâu? Dạ chắc ở trên này luôn á. Trên này hả? Dạ làm ăn trên này. Rồi vậy được rồi ha, vậy chuẩn bị đi ha. Dạ. Được, được là cưới luôn á em. Rồi để anh Quang coi đàn gái thế nào. Chỉ làm em hoang mang quá. Ồ, chào cô gái xinh đẹp. Anh bên đây đúng là dân miền Tây ở Đồng Tháp á. Chân thật lắm, nghĩ sao nói vậy à. Cũng hài hước lắm ha. Dạ. Giờ thí dụ như 6 tháng anh tiến tới luôn được không? Dạ 6 tháng thì được, mà 3 tháng thì hơi nhanh. Đúng rồi, 3 tháng hơi nhanh. 3 tháng sao chuẩn bị kịp. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh muốn em về Đồng Tháp làm dâu được không? Dạ cũng được. Cũng được luôn hả? Dạ. Dễ vậy. Rồi, cô này dễ dàng với em trai ơi. À, em có đòi hỏi bên đàn trai phải như thế nào với em không? Về nhà phục vụ, nấu cơm, giặt giũ, lo cho con cái hay gì không? Cái đó em nghĩ là bổn phận của người vợ mình làm được. Làm được hả? Dạ. Quá hay. Em không thích bạn trai như thế nào? Dạ, nãy em nói là vũ phu. Vũ phu quá rồi. Với lại có tính là dê. Dê? Trời ơi, nãy em nói sớm tôi qua tôi hỏi. Nhưng mà dê em được chứ. Không, dê mấy người kia nó nghe em nói gì. Kinh nghiệm của em làm sao để phát hiện ra người đó là dê? Ánh mắt á anh, nó liên, mắt nhìn nhân vậy. Ta liên qua liếc qua liếc lại hả? Không, anh này anh dòm, anh liếc để anh chấm điểm, anh cho nút không à, chứ anh đâu có dê. Anh này cũng dễ thương, hát nổi da gà luôn hả? Nổi da gà thiệt. Hôm nay em có đi với người thân không? À? Dạ em đi được. Với chị ổn. Dâu với bạn thân. Rất ổn. Dạ, chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường. Rồi em thấy em trai bên kia làm sao nè? Dạ dễ thương. Dễ thương? Dễ thương chỗ nào? Thấy cách nói chuyện giống như là chững chạc vậy. Ừ. Em nhìn thấy hai bạn này có thể phù hợp với nhau không? Dạ có. Rồi cảm ơn em. Phượng đi với ai Phượng? Dạ hôm nay em có đi với ba em với bốn người bạn làm chung. À có ba nữa ha. Dạ được. Chào bác. Chào bác. Sao bác đánh giá thế nào về cuộc con dâu tương lai của mình? Dạ xin chào chương trình, chào toàn thể khán giả, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Tôi từ Đồng Tháp mà nghe con nó tham dự chương trình này đó. Dạ cũng vui lắm, tại vì con mình cũng lớn tuổi rồi, thời gian không chờ ai hết. Dạ. Nếu mà đến với nhau thì tự nhiên tình cảm nó sẽ dung dáng cho nhau, chứ mình không có nói trước được. Dạ. Tôi khuyên một câu là nếu thấy như nhau tương đối được thì đến với nhau tìm hiểu nhau, chứ 60 năm cuộc đời nó ngắn lắm. Dạ. Trời ơi, chịu chơi quá. Trời. Nè. Chú ở dưới Đồng Tháp chú có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ xem hoài luôn. Vòng bà con thích chương trình này không? Dạ thích. Chương trình này là một cái tiến bộ của xã hội mình. Dạ. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Do bạn đó nha, chăm sóc thế nào cô gái? Cô gái rất xinh. Rất vui được gặp em, chúc em luôn luôn vui vẻ và xinh đẹp.
Em thấy anh sao? Cũng được, dễ thương. Hát hay. Chấm cô mấy nút. Này khó nói quá chị. Sao gì đâu khó nói. Nói thiệt luôn đi. Lỡ em chấm hơn 7 nút rồi chị sợ chị buồn. Không, chị không có buồn. Em chấm chị cho vui thôi chứ thì em chấm nhiều chị cũng đâu quan trọng. Vậy chắc bạn này chắc 6 nút rưỡi. Trời ơi, không dám cho 7 nữa còn rưỡi. Có bà Mai đây mà. Nể chị Cát Tường á, sợ chị Cát Tường buồn có gài trước chân rồi. Chân thật dễ sợ. Anh có cảm nhận như em không? Thì hơn cả sự mong đợi. Cảm ơn. Tính kiếm có 5 nút à, mà được 6 nút rưỡi là hơn cả sự mong đợi. Thì thường thường em làm gì ca nào hay là đi hành chánh không? Dạ em đi ca. Chủ nhật có được nghỉ không? Dạ có. Vì chủ nhật mình sắp xếp mình gặp nhau hoặc là những ngày khác thì hai đứa đi ca hết thì cũng có thể gặp nhau được. Dạ được. Nếu mà em gặp được người tốt thì chừng nào em mới kết hôn được? Thì em phải nói là nếu mà mình tìm hiểu tới cái thời điểm nào đó thấy hợp thì kết hôn. Nhưng mà thấy được người tốt là cần thời gian bao lâu mới được chứ? Có thể thời hạn 6 tháng đến 1 năm. 3 tháng là nhanh quá. Ừ, 3 tháng thì hơi nhanh đúng không? Nếu mà mình cưới nhau thì em thích mấy đứa con? Dạ, 1 đến 2 đứa là được anh. Anh cũng nghĩ vậy. Thích trai gái? Trai gái cũng được anh. Em dễ. Hỏi bạn kia kìa. Mà nói một câu cuối cùng được không anh? Rồi, câu cuối cùng đi. Rồi. Kêu em tỏ tình thì em không biết. Nhưng mà nói một câu để bạn gái suy nghĩ thì em nói được. Rồi, nói đi. Câu này nghỉ 8 tháng rồi đó. Nói chung là anh không giàu có, cũng không đẹp trai và cũng chẳng có địa vị gì ngoài xã hội. Nhưng nếu em quen anh thì những gì tốt nhất của anh sẽ thuộc về em. Thấy mặt nó có dê. Coi kỹ đi. Sao? Không biết. Sao không biết? Em thấy người đối diện thế nào? À, nhìn sáng lại hiền dễ thương. Thích không? Dạ chút chút. Chút chút. Vậy được rồi thôi. Thấy mắt có hơi lão liên đó nha. Về cẩn thận để anh dê mình thôi. Không có cho dê tầm bậy tầm bạ. Nha. Rồi chúng ta để tay nút bấm đó các bạn. Chọn hay không chọn quyền quyết định các bạn. 3 tiếng đếm chúng ta sẽ biết điều đó. 1 2 3 Hết thời hết gian. Hết thời gian. Ủa em có bấm mà chị? Ủa em có bấm mà chị? Hồi hộp không? Hồi hộp. Quá hồi hộp luôn. Đứng tim luôn không? Nếu mà cô không bấm thì sao? Thì hơi buồn chút chị. Nắm tay nhau đi bạn. Hùng đấy. Thôi được rồi chứ. Quy, đó là quy định. Kỷ niệm luôn không anh? Đúng rồi. À, đây là vé xem phim ở hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là hạnh phúc. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hồi nãy tôi nhớ lời ba của bạn nói là được. Thời gian có 60 năm cuộc đời thôi, rất là ngắn ngủi, phải nắm bắt hạnh phúc của mình. Và chúc hai bạn sẽ sớm báo thiệp mừng cho chúng tôi. Được không? Dạ. Bắt tay bạn gái đi. Ba mươi thì cũng khá là già rồi. Mày em ạ. Anh thường hay đi chạy xe máy đi những đâu? Đâu là xa nhất rồi anh từng đi? Xa nhất anh đi Nha Trang. Từ đây chạy Nha Trang bao nhiêu phút lâu? 7 tiếng hoặc 8 tiếng. À, ngày hôm nay á thì trời ơi nhìn qua anh chàng hết sức tuyệt vời luôn. Không biết cô gái ngày hôm nay là ai? Chào bạn trai. Dạ, chào chị. Bây giờ chị Tường sẽ ra dẫn bạn gái của em vào và chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Dạ. Rồi. Rồi, mời bạn ngồi vào ghế nha. Hai bạn có thể cởi mặt nạ ra. Giúp cho. Bây giờ mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình nha. Giới thiệu thiệt là lớn cho đối phương có thể nghe được nè. Mời bạn trai. Mình tên là Vũ Xuân Trường. Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1988, quê Vũng Tàu. Hiện tại đang là nhân viên thử việc ở bên nước giải khát Trương Dương. Thử việc thôi. Vậy trước đó mình làm việc ở đâu? Em có kinh nghiệm 5 năm làm bên đại diện thương mại của Bưu Sài Gòn, ngoài Nghệ An. Đại diện thương mại trong phía Nam. À, hiện tại giờ mình đang sống ở đâu? Cũng Gò Vấp. Ở Gò Vấp. Rồi, thế còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Hiện tại em đang làm bên công ty in, vị trí casting. Em sinh ngày 28 tháng 9 năm 1989. 89? Dạ. Thu Anh này 1 năm. Quê mình ở đâu? Quê gốc ở Nghệ An nhưng mà gia đình em thì sống ở Lâm Đồng. Và hiện tại bây giờ mình làm việc ở đâu? Sống và làm việc ở đâu?
Em hiện tại đang làm ở V-Ship 1 Bình Dương, đang sống ở Gò Vấp. Sống ở Gò Vấp mà làm việc tốt Bình Dương? Dạ vâng. Rồi đi đi về về mỗi ngày hả? Dạ, em bắt xe buýt của công ty đi về mỗi ngày. Hai bạn ở Gò Vấp luôn, Gò Vấp chỗ nào coi có gần nhau không? Em ở đường Lê Lợi sau trường đại học công nghiệp. À, em ở đường Dương Quảng Hàm. Tôi cũng Gò Vấp nè, có gì ba đứa mình hẹn nhau đi uống cà phê. Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em nhiệt tình, hòa đồng, dễ nói chuyện. Điểm yếu của em là đôi khi hơi nóng tính. Em làm gì em cũng không thể nào làm nhiều việc cùng một lúc được. Như tập trung làm một việc, dạ, xong rồi mới làm việc khác. Em thì có uống rượu, có uống bia, nhưng mà rất ít, tiểu lượng kém. Không hút thuốc, không cờ bạc. Hàng gì cái bụng bia không? 5 năm mà chị, đâu phải ít. 5 năm làm trong hãng bia mà. Bụng bia nha cưng nha. Còn tật xấu gì nữa không? Mấy người bụng bự là ngủ ngáy dữ lắm nè. Có vẻ chị đã từng hả? Hả? Ý em nói chị đã từng ngủ với người bụng bự hả? Mà đúng không? Có ngáy không? Có. Ngáy lớn, ngáy nhỏ? Tùy âm lượng. Lúc thường là tôi ngáy đó. Tôi đã từng nghe, bác nói đúng á, tôi đã từng nghe luôn á. Em phải ngủ trước, em ngủ sau là em khỏi ngủ. Điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao? Tính em thì vui vẻ, hòa đồng, đó thì mình. Còn điểm yếu thì là hay quên. Quên là trong công việc có quên không? Dạ, em làm xong việc gì là em quên luôn chị. À, cho nên sếp em mỗi lần mà kiểm tra thông tin cũ là lúc nào em cũng phải bảo chờ để em kiểm tra đã rồi em mới có thể trả lời được, còn kêu em nhớ thì nhớ được. Đang làm thì nhớ, mà làm xong rồi qua làm rồi. Xong là, rồi qua là rồi quên. Là xong. Em cũng vậy. Hả? Em cũng vậy. Cũng vậy luôn hả? Bạn nam thì có cái tật mà ngủ ngáy, rồi bạn nữ có cái tật xấu gì không? Em không biết được chị ơi, em nghĩ em không có. Trời ơi, không có tật nào xấu hết trơn hả? Hơi nói nhiều một chút. Nói nhiều. Dạ. Nói nhiều là nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ cả hai chị. Thì chắc là cũng xăm soi chuyện người khác mới gọi là tật xấu đúng không? Dạ. Có hay soi mói chuyện người khác không? Nhiều khi lại đổi là bắt đầu là kiếm chuyện của người khác ra rồi nghe cho vui. Hả? Thì gọi là bà Tám đó em. Chuyện của mình nói nhiều không sao, mà chuyện của thiên hạ mà nói là mệt lắm á. Có thú vui gì em không? Em ngồi nghe thôi chị. Em cần khui chuyện cho người ta nói. Em cái tội đó còn ác dữ nữa, gọi là gấp lửa bỏ tay người đó. Nên là ném đá giấu tay đó, hiểu không? Mình chọi ra cái là cái bùm của mọi người thiên hạ là nháo nhào, mình ngồi mình nghe đó, gọi là ngư ông đắc lợi đó. Cái này còn chiêu này còn cao tay ấn hơn nữa. Thường là thích nghe đại loại là những câu chuyện dễ gì? Công việc, chuyện tình yêu tình báo. Tình yêu tình báo người khác, trai xinh gái đẹp đồ ha. Dạ đúng rồi. Trời, tôi nói chơi chơi mà trúng hết trơn hết trọi vậy đó. Trai có vẻ hơi đâm chiêu rồi nè. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chính thức 3 mối tình chị. 3 mối tình. Dạ. Rồi đâu kể chị nghe sơ bộ rồi. Mối tình thời đại học, kết thúc đại học thì chia tay, sau đó quen một anh nữa được gần 2 năm. Sao chia tay? Anh đó về nước vì anh đó không phải ở Việt Nam, cho nên là gia đình em cũng không có đồng ý. Anh ở đâu, người nước nào? Dạ người Úc chị. Rồi người Úc hay là Việt kiểu Úc hay là người Việt Úc kiểu luôn? Úc, Việt kiểu Úc. Sao không đi Úc luôn? Mẹ em nói là mẹ em ngày xưa lấy chồng xa khổ lắm, cho nên mẹ em kêu là con được lấy chồng xa. Trời ơi mẹ lạc hậu dữ vậy mẹ ơi. Con mong có ông nào nước ngoài hốt con, mong hoài không ai hốt, thiệt tình luôn á. Người thứ ba? Người thứ ba thì được gần nửa năm. Em cảm thấy có khoảng cách trong quá trình quen thì em nói suốt ngày bận. Cho nên là thôi. Bận là ông chưa có yêu đó. Dạ. Chứ khi mà yêu rồi là cỡ nào cũng rảnh hết, đúng không em? Chị nói câu đó đúng không? Thì hỏi bận cuối tuần hay bận trong tuần? Trong tuần thì có thể là có công việc thì mình cũng du di được. Còn cuối tuần mà cũng bận luôn là rõ ràng người ta không thích mình, đúng không? Dạ. Cuối tuần này em bận hay rảnh? Tùy bạn gái. Chút xíu nữa mới biết được ha. Ok. Thế còn em, tình trường em sao? Em thì cũng trải qua 2 mối tình. Năm 2014, em có quen một bé nhỏ tuổi hơn em, khoảng 9 tuổi. Cũng ở Vũng Tàu. Em thì em lại làm ở trên đây. Khoảng cách xa thì từ từ nhạt dần. Lý do gì khác nữa không? Có thứ ba. Ai có người thứ ba? Bạn đó. Do em không ở gần chăm sóc cho nên là bạn có cái thứ ba. Với lại tuổi cũng nhỏ, sinh năm 97 mà. Sao quen người nhỏ vậy? Cơ duyên nào mà quen người nhỏ vậy? Hồi đó em dạy kèm. Kèm mà kèm luôn người ta vậy đó hả? Em đâu cố tình đâu. Chứ sao? Kèm biết rồi, kèm riêng mà. Kèm riêng? Ai mời em kèm riêng, ai mời thầy về kèm riêng? Cháu của bạn thân em. Cháu bạn thân mà em cũng không tha nữa. Cháu của bạn thân mà hốt luôn em. Rồi ai chia tay? Em. Sao tự nhiên em hốt người ta luôn rồi em chia tay? Có vẻ như không tiến triển được nữa thì thôi. Rồi mối thứ hai? Mối thứ hai thì cũng cách đây khoảng 1 năm. Em quen là đồng nghiệp. Quen được năm thì sao chia tay? Thì cũng không hợp tính. Em thì tính em thì thích đi du lịch. Bạn ấy thì không. Cũng nhiều khi lúc mà bạn rảnh thì em bận. Mà bạn bận thì em lại rảnh. Đó, cái vụ rảnh bận này nữa. Còn cái gì khác nữa không? Có gì bạn em thích mà bạn nó không thích hay ngược lại nữa không? Em còn có những sở thích gì nữa không? Em thích đọc sách. Bạn không đọc? Dạ. Rồi ai chia tay? Em luôn. Cũng em luôn. Ủa sao lần nào em cũng thích chia tay người ta hết trơn vậy? Khỏi chơi với người, chơi với chó, chơi với mèo đồ này kia, khỏi chơi em với cũng người. Thích chó mà bạn không thích chó. Em thích chó, bạn nó không thích chó.
Không thích nuôi chó, em thích nuôi chó. Vậy chắc suốt ngày chơi với chó không nha bạn, nó bực mình cái gì? Vậy bệnh nó chơi nó cũng được vậy. Chưa đó, thấy chưa? Bây giờ em muốn lấy vợ không? Có, nhưng mà phải có cùng sở thích chứ. Cùng sở thích và đưa ra tiêu chí đi, muốn tìm người bạn gái như thế nào? À, đầu tiên là cho em nuôi chó. Đầu tiên là nuôi chó, em có thích chó không? Dạ không. Không luôn, chết rồi. Cái huông rồi, bất quá tam ba bận. Em không thích nhưng mà giờ bạn em nuôi được không? Chồng em nuôi chó trong nhà được không? Rồi mặt nhăn quá có vẻ không thích rồi. Chó dễ thương mà cưng. Em bị chó cắn nhiều lắm chị. Ủa em có ăn thịt chó không? Không có. Rồi ăn thịt chó bởi vậy chó cắn là đúng rồi. Bỏ cái vụ ăn thịt chó đi nha. Trên thế giới giờ ta không ăn thịt chó nữa. Không, em lâu lắm rồi em cũng không ăn nữa em. Lâu là bao lâu? Dạ cũng 3-4 năm gì đó. Chắc giờ chó hết cắn rồi, nó hửi hửi thôi. Rồi, cho em nuôi chó. Thứ hai. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch không? Dạ có. Được. Em thích kinh doanh về cà phê. Thích kinh doanh cà phê. Nhà em trồng cà phê ạ. Có nguồn luôn. Có nguồn luôn. Muốn vợ có gì nữa, tiêu chí gì nữa? Hiểu chuyện là được. Hiểu chuyện. Em không cần người quá hiền, không cần người quá dữ. Có nghĩa là phải biết tiếp xúc, biết va chạm, có kinh nghiệm. Dạ. Thế còn em, mong muốn người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm gia đình, không chỉ gia đình của mình mà cả ba mẹ nữa. Được không? Được. Phải có mối quan hệ xã hội, bạn bè, nhậu nhẹt được. Nhưng mà phải biết mình mức mình ở đâu và biết dừng ở chỗ nào. Trong cuộc sống gia đình thì phải biết đưa ra quyết định. Miêu tả về ngoại hình chút xíu đi. Tối thiểu 1m65. Được. Không quá gầy. Ta đã bụng bia rồi mà không quá gầy cái gì nữa. Công ty em nhiều người ốm nhưng mà ha, uống bia nhiều bụng vẫn bự. À thì... cái đó dị tướng. Màu tròn tròn này bụng bự được phải không? Dạ càng thích ạ. À trời trời hên quá, chúc mừng em. Vô ạ, vô. Vô. Có gì nữa. Mặt mày mới đầu nhìn thì phải có thiện cảm. Cái này hên xui, cái này thuộc gọi là cái gu. Cái gu. Dạ, cái đó là cảm xúc đúng không? Ờ, cảm xúc. Biết giao tiếp. Đó thì chắc có. Dạ. Cũng miệng mồm dữ lắm. Dạ, vậy thôi chị. Rồi, còn em có đem theo hình ảnh gì không? Trời, tôi nhìn ra tôi chết liền. Coi đúng tấm đó thôi nha. Banh ra tùm lum tà la rồi tao nói là tôi nó không có chịu trách nhiệm đâu á. Tôi banh ra vậy tôi còn chưa thấy nữa. Rồi, phạm vi một tấm hình, hãy nhìn xem trong đó mình chọn ai, ai là cái người mà hợp gu của mình, hoặc là nãy giờ mình nghe nói chuyện đó mình cảm nhận được là người nào thích ai trong bốn cô đó tôi gả. Em có gợi ý gì cho bạn trai không em? Chị có gợi ý cho em là anh bụng bia rồi, tròn tròn rồi đó, còn bên đây em có gợi ý gì không? Em thấy trong hình này hả? Bây giờ gợi ý cho người ta trước, cho gợi ý cho người ta trước nè. Cao. Cao, rồi kiếm đi chữ cao thôi đó. Bên đây. Nhiều quá. Chị ơi, 1, 2, 3 bia luôn nè. Thì nó chung hãng bia mà. Hay tìm đi. Em có gợi ý gì cho cổ không em? Em lọc được 2 rồi đó em. Lọc được 2 luôn hả? Đâu em lọc 2 ai? Lọc ra đâu? Em nói 2 người này. 2 người đó là lọc ra? Dạ. Là bỏ qua bên đó hả? Không, là 1 trong 2 người này. À, 1 trong 2 người này hả? Dạ. Lý do? Em mới nghe anh kêu là em đeo mắt kính được không chị? À, để coi bên đây có ai đeo mắt kính không? Không, em không nghĩ bên này đâu, anh này bụng nhỏ này. Anh nào bụng nhỏ? Anh này bụng nhỏ. À, vậy hả? Anh nào? Dạ, em. Rồi, anh đó. Để chị để đó. Bên này. Bên này. Để ngón tay vô. Chúc mừng hai bạn. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Sai rồi. Dạ sai luôn rồi. Dạ sai rồi. Sao em lại loại ra cái người mà chị đã chỉ vô? Ba anh mắc kiếu em đi loại ra cái anh đó kỳ vậy. Dạ đây em thấy anh này bụng đâu bự đâu chị. Bây giờ ở ngoài anh này về bụng bự không? Dạ bự. Anh em nghĩ anh trong hình này anh hót bụng dữ lắm á. Em đứng lên coi, em đứng lên coi. Đứng lên. Đứng bình thường coi nè. Được không? Dạ bự. Bự rồi, ok. Nãy em nói em thích mà. Nên sao đây? Qua bạn gái, tặng bạn gái. Thì tặng đi. Tặng qua trái tim luôn rồi. Dạ em cảm ơn. Hôm nay bạn gái đi có mẹ đi theo. Và nãy giờ mẹ đang theo dõi câu chuyện, cho mẹ vài ý kiến trước khi hai đứa em trò chuyện riêng, được không? Dạ, mời cô vào đây ạ. Dạ cô. Dạ chào cô. Nãy giờ cô ở ngoài cô nghe được câu chuyện hai bạn không cô? Nghe được. Rồi, thế bây giờ cô cho một vài cái ý kiến khách quan trong cái buổi gặp mặt hôm nay, cô cảm thấy như thế nào? Cô thì cô tôn trọng quyền lựa chọn của con gái. Dạ. Nhưng mà thấy bạn trai bên này thì cũng dễ thương và điềm đạm thì các con cho nhau một cơ hội đi. Rồi được thì ok, mà không thì ta còn thêm một mối quan hệ đi. Dạ. Làm bạn với nhau. Cảm ơn cô. Nói gì với cô coi? Con sẽ cố gắng. Đó thì giờ mẹ cơ bản là mẹ thấy cũng ổn đó. Còn cái chuyện được hay không là chuyện của hai con nha. Dạ. À, thôi hai mẹ đi ra ngoài dạ. Nha. Dạ. Rồi cô.
Mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc nha. Bò lúc lắc là một món ăn rất là quen thuộc, áp chảo với ớt chuông và xì dầu. Đây cũng là một món ẩm thực Việt Nam mang cảm hứng từ ẩm thực Pháp. Rồi, bây giờ Dị Tường mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc ha. Bên là cơm, bên là khoai tây chiên, nhìn rất là hấp dẫn. Nhưng mà nhớ là vừa tâm sự, vừa ăn, trò chuyện với nhau, tìm hiểu. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Các món sở thích, các món ăn của em như thế nào? Em khá là thích các món bò. Ví dụ như bò bít tết, bò lúc lắc được. Thích ăn lẩu. Giống anh. Nói chung anh thích ăn những dạng đồ ăn nước, bò, gà. Không thích ăn heo đâu. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em khá thường xuyên luôn. Đi bằng gì? Em thích đi bằng gì? Đa phần là em đi bằng xe hoặc đi máy bay. Anh thích đi xe máy? Anh đi xe máy à? Hồi xưa lúc trẻ trẻ thì em cũng thích đi xe máy, nhưng mà bây giờ cảm thấy già rồi, không có muốn đi bằng xe máy nữa. Hồi trẻ em kêu già gì? Không, tầm 30 thì cũng khá là già rồi. Mời em, mình cùng đi nhé. Mời em ăn. Anh thường hay đi chạy xe máy đi những đâu? Đâu là xa nhất rồi anh từng đi? Xa nhất anh đi Nha Trang. Từ đây chạy Nha Trang bao nhiêu lâu? 7 tiếng hoặc 8 tiếng. Cũng lâu nhỉ? Anh chạy một mạch lên đó hay là nghỉ? Đâu nghỉ chứ trời. Đi xe máy mà. Bình thường anh đi theo nhóm hay là anh nhóm, đi... Nhóm. Anh đi có 2 người bạn thân nữa. Hai người bạn thân nữa hả? Và mỗi người một xe chạy đi vậy hả? Đúng rồi. Ủa. Anh có hay ăn món này không? Cảm ơn anh. Anh có hay ăn món này không? Thích ăn món này không? Mình đi nhậu hay đó cũng có hay kêu món này đâu. Nhậu anh không ăn nhiều. Uống nhiều. Uống nhiều cơ hả? Tại vì ăn vô đâu uống được nữa. Anh mới chuyển qua pin nước ngọt này chủ yếu là để không đi nữa. Vậy là em ở chỗ gần chợ Hoài Mỹ. Em ở đường Hoàng Hoa Thám. Em cũng thuê trọ. Em với gia đình anh có anh chị với em trai nữa là thuê chung cư ở chung. Có anh thì ở chung với ai không hay anh ở mình? Anh ở chung với cậu. Em ở đây lâu chưa? Anh lên đây ở năm 2014 tới giờ. Đi đi về về vậy rồi cuối tuần em hay hẹn bạn đi đâu? Bọn em hay đi ra ngoài Phạm Văn Đồng á. Cà phê nhiều quán đó uống. Anh biết bơi không? Lâu lâu thì dẫn học trò em đi bơi. Em có thích mưa không? Không, em ghét mưa lắm. Tại vì mưa ướt. Anh thích ngắm thôi. Anh thích ngắm mưa à? Ngồi trong nhà nhìn mưa ngoài thì cũng tạm được. Nhưng mà nếu mà bảo mà đi dưới trời mưa là thôi, em không muốn đi đâu. Kế hoạch của em trong vòng mấy năm tới là gì? Kế hoạch của em hiện tại bây giờ là lấy chồng, sau đó sẽ sắp xếp theo chồng. Sắp xếp theo chồng. Người ta thường nói là lấy chồng theo chồng, cho nên là theo chồng thì hai người cùng sắp xếp xem như thế nào. Chị thường đói không? Không, nhìn hai đứa em ăn là chị no rồi. Hai đứa em mà bấm nút nên duyên là chị còn mừng nữa, không ăn nhịn ăn tháng luôn. Sao nãy giờ tâm sự được gì nhiều không? Cũng tạm tạm. Có nói gì về cái chuyện nuôi chó đó sao rồi? Thì lúc đó tính chị, nhiều khi mai mốt đem cho em ra ngoài ngủ với chó chứ không biết được. Thí dụ lấy nhau về thì mình sẽ sống ở đâu? Mục đích của em là em muốn về Vũng Tàu sống. Thứ nhất là điều kiện môi trường và cũng dễ. Thứ hai nữa là một trong những lý do đó là em muốn mở quán cà phê. Thứ nhất là vợ mình cũng sẽ quản lý được cái quán cà phê. Và thứ hai nữa là nguồn thu thì là biết đầu ra đầu vào. Em thì em sẽ đi ra ngoài. Em đi ra ngoài em làm gì? Để làm kiếm thêm chị, đâu phải gì. Mà chị cứ nghĩ em chị nhạy cảm với từ ra ngoài nhờ. Có nói cho rõ chứ. Ủa mà tại sao phải chọn Vũng Tàu mà không là thành phố Hồ Chí Minh? Thì em nói là em mới nói chị là định hướng của em. Định thôi. Hướng. Có nghĩa là còn nếu như bạn gái mà muốn ở đây thì mình sẽ ở đây. Em dưới đó cũng có nhà đó. Cũng có đất ở đó. Nhưng mà nói chung là bây giờ chỉ gom tiền để xây một cái của riêng mình thôi. Tại vì cái nhà kia em đã xác định là để cho em trai em. Nhưng mà giờ có đất rồi, chưa có tiền xây nhà. Là mai mốt là tính là mở cà phê là trên cái đất đó đó. Em có ngại đi lấy chồng xa không? Dạ em không ngại lấy chồng xa. Lấy chồng thì theo chồng ở đâu, miễn mình sống thoải mái vui vẻ, có người yêu thương mình là được. Tiền đưa mình giữ là được ha. Dạ. Nếu lấy nhau về rồi lấy nhau rồi kinh doanh rồi mọi thứ rồi tiền có đưa vợ giữ không? Hồi nãy mới nói chị xong quản lý tài chính quản lý cà phê, còn cái vụ ra ngoài á. Thì ra ngoài bình thường cái có quản lý cái vụ ra ngoài không? Dạ, quản lý vụ ra ngoài thôi chị. Có quản lý tiền ở cái vụ ra ngoài không? Chị nói rõ chứ. Tất nhiên là có. Em thì theo gia đình, mẹ em thì quản lý thẻ, bố em thì tới lượt, thì vợ thì cũng vậy thôi. Đó thì phải hỏi mấy cái đó cho nó rõ. Mình muốn sinh mấy đứa con cưng? Dạ ba. Ba xin chị giữ vậy. Ba mới vui chị ơi, nhà em hai người em thấy buồn. Chị cũng thấy vậy, hồi đó chị cũng hai chị em. Chị cũng muốn ước sau này là chị sanh ba đứa con, mà cuối cùng trời cho con đứa, thấy không? Muốn là một chuyện, mà thực hiện được hay không là chuyện khác. Đây, mời bóc lá bài cho coi.
Đọc lớn lên coi ghi gì chồng. Một chàng trai hoàn hảo trong mắt em là như thế nào? Một chàng trai hoàn hảo. Chàng trai hoàn hảo hả? Bất cứ một câu hỏi nào hay một vấn đề nào em đặt ra đều có thể đưa ra một cái câu trả lời khiến em hài lòng. Biết nghiên cứu, chịu khó nghiên cứu và tìm tòi. Tại vì em cũng rất là thích đọc sách, rất là thích nghiên cứu cái này cái kia, em thích biết rất là nhiều thứ. Thí dụ em hỏi mà cái ảnh lúc đó anh chưa biết thì anh vẫn có thể đi tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được, phải không? Dạ. Chứ người ta đâu phải thánh đâu mà em hỏi gì người ta cũng trả lời được thì cũng mệt. Nhiều khi mình không biết, mình có thể trả lời theo tư duy, theo lập luận. Khi bạn ấy đã thần thánh hóa em, cái gì em nói cũng hợp lý. Bà nó không ưa em rồi, em nói gì cũng trật hết trơn. Đó là kinh nghiệm của chị. Mời em. Hãy tưởng tượng cô gái trước mắt đang mặc bikini, chuẩn bị đi bơi. Hãy bắt chuyện làm quen để được đi bơi cùng cô ấy. Nhìn cổ đừng nhìn chị. Tưởng tượng cổ đang mặc đồ bơi đi bơi. Làm sao để làm quen để mà đi bơi chung được? Em không có thói quen tưởng tượng mấy cái nô. Bây giờ cổ đang mặc đồ đó, bây giờ cổ đang đi bơi. Đó, đúng rồi, nhắm mắt lại tưởng tượng. Em thích màu gì? Em thích màu gì? Màu đỏ. Thấy style màu xanh, mặc áo màu xanh kìa mà nó màu đỏ. Rồi bây giờ vô đi. Em không biết bơi chưa? Dạ em biết bơi rồi. Tiếp. Hiểu đúng. Chiêu khác, đổi chiêu. Dạ anh bơi nha. Câu đó thỏa đáng không? Dạ không. Đâu không? Hỏi biết bơi không? Nó biết bơi rồi thì phải biết bơi rồi. Anh chưa biết bơi, dạ anh bơi nha. À anh đang hỏi em hả? Ừ. Em đang tưởng tượng em đang gặp phải. Em tưởng anh nói chuyện mình ấy. Trời, người ta đang hỏi cô đang đi bơi đó. Làm lại, làm lại. 2, 3. Bây giờ làm sao đi bơi được với cổ đó, làm, nói đi. Em nhà ở đâu thế? Nhà em ở gần đây anh. Mình cùng đi bơi được không? Dạ được. Nói vậy là được rồi. Đơn giản không? Nãy giờ thấy cô bận đồ bơi màu gì? Không tưởng tượng nó luôn đó. Hả? Không tưởng tượng. Cổ đó màu đỏ mà cũng không ra luôn hả? Em không tưởng tượng được. Đó là chẳng qua là cho vui thôi. Bây giờ mời hai bạn nắm tay nhau 10 giây. Nắm tay chứ phải bắt tay. Cảm nhận. Hai bạn hãy nhìn nhau và nói cho nhau nghe cảm xúc hiện tại, cảm nhận về đối phương hoặc là suy nghĩ của bản thân mình. Em nắm tay bạn đó thấy có phải em nấu ăn ngon. Nắm tay mà biết nấu ăn ngon. Sai mất rồi. Bạn nữ dễ thương, có nụ cười hiền, có răng khểnh. Em thích răng khểnh. Thích răng khểnh. Anh thì anh muốn chắc về nuôi chắc được, mọc ra. Em thích kiểu tròn tròn. Đây là món quà nãy bạn trai tặng bạn gái đúng không? Giờ em mở quà ra đi. Tại sao lại tặng cái vòng đeo tay? Cái này em mua với Vũng Tàu, là một trong những cái cửa hàng mỹ nghệ. Cái này bằng vỏ xà cừ. Em nghĩ màu tím thì nó sẽ thể hiện được cái... Anh này thích màu tím. Không. Màu đỏ em nãy mà không chịu, màu xanh cũng không chịu. Thích màu tím. À không, em thích màu xanh. Thích màu xanh. Màu tím nó thể hiện cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa gì? Là tình cảm. Chung thủy. Sau cuộc nói chuyện nãy giờ em cảm nhận gì về cái buổi gặp mặt ngày hôm nay? Anh vui tính, cởi mở, khả năng giao tiếp tốt. Đó, tất cả em có thể cảm nhận được. Quan trọng là em có cảm nhận được sự chân thành hay không? Bản thân mình có cảm thấy có xúc cảm, có rung động, có gì với đối phương hay không? Đó mới là quan trọng. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi thì đếm từ 1 đến 3, nếu chúng ta cảm thấy đối phương là cái người mà chúng ta đi tìm, chúng ta có rung động, tình yêu nó còn xa, nó còn dài lắm, nhưng mà ít nhất nó phải có sự rung động, nó có cảm xúc, thì chúng ta bấm nút, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh, không đồng ý, lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Em không có cảm xúc gì cả. Không, em chỉ thấy bàn tay bạn ấm thôi à. Tại sao em bấm nút? Em nghĩ là em thích cái câu đầu tiên của bạn, là kế hoạch của bạn là có gia đình. Em thì em cũng muốn có. Em muốn là hai đứa cũng không có khoảng thời gian tìm hiểu. Nếu mà kêu mà cảm xúc ngay lúc đầu cũng có, nhưng mà rất ít trường hợp mà nó vậy. Đa phần người ta phải trải nghiệm với nhau nhiều. Ví dụ đi chơi cái này nọ, ta bắt đầu mới lên được. Mình phải tôn trọng cái quyết định của nhau thôi. Mời hai bạn đứng lên. Tường cũng rất tiếc khi mà cặp đôi này không có hẹn hò với nhau. Bởi vì Tường thấy là nếu mà theo cái khách quan của chị là hai bạn cũng xứng đôi đó. Em thuộc loại không phải là người đơn giản. Em là cái người nó cũng có nhiều mặt, nhiều góc. Cũng có thể cô gái này cảm nhận được cái điều đó nên cổ cảm thấy không có cái sự an toàn. Nhiều khi em cũng rất là chân thành, nhưng mà cái cuộc sống của em nó hơi như là hơi lăn lộn xã hội, nó cũng hơi nhiều. Người ta nhìn vô mặt mày nó dày dạn xương gió quá, người ta ngại.
Còn em gái thì chị thấy em rất là dễ thương. Anh ấy nói đúng đó, anh ấy đã cảm thấy là có một cái đánh giá cao ở cái chỗ là mình đến với chương trình với một cái sự chân thành, mình mong muốn tìm một cái người thật sự. Chính vì vậy chị rất tôn trọng cảm xúc của em, khi em không có rung động thì em không bấm nút. Coi như bữa nay chị không mát tay nhưng mà chị cũng chúc em sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Quý vị ơi, không sao ạ. Các bạn ấy không có bấm nút hẹn hò nhưng mà đó là quyền của các bạn ấy, và biết đâu thì trong tương lai các bạn cũng sẽ tìm được một nửa của mình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúng ta sẽ gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 7 giờ 30 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình ghép đôi thần tốc phiên bản kết đôi như ý. Xin cảm ơn một giặc Joy 2 trong 1, giặc và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Yeah, wow, hôm nay chúng ta là một cặp đen nữa nè. Dạ. Đen nhưng mà huy hoàng rực rỡ đó nha. Dạ, đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ thành công mai mối 2 cặp đôi. Quyết thắng. Yeah, quyết thắng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với các chàng trai của ngày hôm nay. Trời ơi, tươi. Rồi, hai chàng trai đã vào đúng vị trí của mình. Xin mời hai bạn nhìn thẳng về máy quay. Và bây giờ, bên đàn gái xin mời hai cô gái xinh đẹp. Trời, vô đúng ngay vị trí của mình. Và bây giờ thì chị Tường sẽ đến với chàng trai đang ngồi ở vị trí màu đỏ. Mời em hãy giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Trang Ngọc Thiện, em năm nay 25 tuổi. Hiện tại là em quê ở Bến Tre, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên mảng thiết kế máy móc thiết bị cơ khí đó chị. Trang Ngọc Thiện. Dạ đúng rồi chị. Ủa sao tên giống tên gái vậy? Có hỏi ba mẹ sao đặt tên chữ lót là chữ Ngọc không? Cái đó là gốc miền Tây luôn chị, chứ không có like ai hết. Trời ơi, người ta thiết kế kỹ thuật đó nha. Rồi bây giờ cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ, em giới thiệu về mình đi nè, nãy giờ cười hoài luôn. Rồi. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường. Thì em tên đầy đủ là Hồ Thị Hồng Mơ. Em sinh ngày 10 tháng 1 1997. Đầu trâu đuôi chuột không có lì. Hiện tại thì em đang kinh doanh tự do. Bên cạnh đó thì em có phụ trách đào tạo cho một số công ty đơn vị nhỏ về sale ạ. Ba mẹ và chị hai của em thì đều ở Vũng Tàu hết. Có em thì em tự lập ở trên này ạ. Rồi, mời chàng trai ngồi ở vị trí chiếc ghế màu xanh. Mời em giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Đoàn Minh Quang, hiện tại là em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình sinh năm 98 và hiện đang là nhân viên sale của bất động sản. Dạ. Vậy là chắc là miệng cũng dẻo lắm phải không? Dạ. Bản đắc lắm phải không? Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Còn quê gốc của mình là ở đâu? Dạ, quê em ở Bến Tre. Bến Tre, dân miền Tây ha. Trẻ đó, chàng trai nào cũng trẻ cũng đẹp. Bên đây cũng không có vừa lắm nha chị. Hả? Bây giờ cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh, mặc chiếc áo màu đỏ nè. Em giới thiệu về mình đi. Em xin giới thiệu với mọi người là em tên Nguyễn Thị Thúy Uyên. Và em sinh ngày 6 tháng 10 năm 1996. Em đang làm một thiết kế trong một công ty phát triển phần mềm. Uyên ơi, tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2 trong 1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Thí dụ như hôm nay chương trình mà mai mối cho em bạn trai nhỏ hơn em 2 tuổi, quá em thấy sao? Dạ, tùy tính bạn thôi chị ơi. Em không có quan trọng về tuổi tác. Em thì cũng giống như bạn, em cũng không quan trọng tuổi tác. Chủ yếu là mình hai người tin tưởng lẫn nhau và thấu hiểu nhau là được rồi ạ. Sẵn hỏi Quang, chị hỏi luôn nha. Thế thì Quang, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em thì có khả năng mà chơi thể thao, nhất là môn bóng rổ. Dê vậy? Nói được luôn. Cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m75 ạ. Wow, ngon lành, tướng tá ngon ngang, đẹp trai ngang, giỏi giang ngang, năng động ngang. Gì vậy?
Chỗ đây vé vé vậy? Vé vé. Ủa ai vé? Phải bình tĩnh chứ. Em phải bình tĩnh chứ. Từ từ, tiếp tục. Chàng trai ghế màu xanh. Cùng với đó là về nấu nướng thì em không lo đâu. Em có thể là nấu đồ ăn được. Điểm yếu em thì có một cái hơi không biết bạn nữ thích không, thì em có tính là hơi thiếu kiên nhẫn. Thì em cũng đang cố khắc phục hết cái điểm yếu này. Nguyên. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm mạnh của em là có năng lượng tích cực đó. Em biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Dạ. Nhưng mà cái đó cũng là một phần điểm yếu của em nữa là... Là sao? Hay sáng tạo. Sáng tạo? Nấu ăn mà sáng tạo là như thế nào nhỉ? Là có nghĩa là nấu ăn đâu phải cái công thức nào nó cũng phải bắt buộc như vậy đâu. Đúng rồi. Mình phải sáng tạo hơn thì em có nấu món ăn được, món không ăn được. Món ăn được, món không ăn được. Ví dụ chứ hồi lâu là anh sáng tạo cái món mà khô mực chấm bò kho đó. Khô mực chấm bò kho đó. Anh quăng cái món đó, còn em sáng tạo món gì? Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp. Trứng chiên đậu bắp nha. Trứng có thể ăn trứng chiên đậu bắp không? Chà, cái cặp đôi màu xanh này thấy có vẻ hợp hợp về cái vụ ăn uống nha. Người này nấu, người kia làm chuột bạch. Ở nó nghe nè, hồi đó giờ Quang có chế tạo ra món nào lạ lạ chưa? Chế biến ra món nào lạ chưa? Em nấu theo công thức ạ. Giờ kiểu như em nấu món đào ra em ăn cũng thấy ngon á, mà em kêu em của em rồi chị hai của em ăn á, không chịu ăn. Không chịu ăn. Em cũng hay giỡn, hay chọc á. Hay chọc người khác á. Đúng không? Thôi bây giờ nè, bên đây hai chàng trai đang buồn lắm nè. Buồn quá. Giờ em làm gì em chọc cho người ta vui đi chứ bây giờ em nói không à. Làm câu giọng cổ hay là em làm tiết mục tấu hài? Các bạn nam bên đó thì có thể hát bài gì đó yêu cầu đi rồi em có thể đánh đàn đệm cho. Đàn theo yêu cầu. Rồi bây giờ em chọn bài gì, nói thử cô biết không? Bạn ơi, không biết là liệu bạn có thể đánh bài Có chàng trai viết lên cây được không ạ? Bài đó dễ. Bài đó dễ. Nhưng mình chỉ bài đó dễ. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Đâu ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con gì. Vũ vơ nhanh quá đâu nghĩ gieo tương tư đêm dài như thế. Đời muôn gió mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ nhìn lại hai thân phận khác sau tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Trời ơi, năng lượng tích cực thiệt, công nhận cô gái này nói chuyện năng lượng tích cực, cả phim trường vui nhộn hẳn lên liền. Em hát luôn đi, em bây giờ em hát luôn đi được không? Rồi, em sẽ hát một bài. Rồi, một tràng pháo tay cho Uyên nha. Cái bài này là bài Tình nắng như ly cà phê. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là em không nói. Và muốn anh là của riêng mình nhưng mà em lại sợ không nổi. Cho dù trái tim không đổi thì anh vẫn thân người ta hơn. Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kia giờ đã sờn. Trái tim em hỏng lâu rồi, giờ có vỡ nó cũng không sao. Điện thoại đang lóc trên bàn, bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn như mọi ngày, thôi anh rủ mình đi cà phê. Lòng này chợt bồi hồi, ồ thì ra tình yêu là thế. Đời bây giờ vốn khó, anh bây giờ là hoa có chủ. Gửi lời vào mây gió, đêm nay em hơi khó ngủ. Tâm hồn bỏ mặt cây bút, chờ Sài Gòn mưa xa lâu tạnh. Đôi mắt vẫn lờ Facebook, chỉ chờ một gió màu xanh thôi. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra. Từng lời hát em viết tặng anh, bay về đâu xa. Sao băng trôi ngàn tình ta, bao la chiếc hôn đầu. Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc, nhìn theo mà ngóng trông. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, giọng ca có thể cuốn hút. Dạ, bạn đàn hay với lại giọng hát bạn. Em rất thích cái giọng hát của bạn vì thật sự là cái giọng của bạn rất là dễ thương. Cùng với đó là nó rất là truyền cảm cái năng lượng với lại cái tình cảm của bạn đến cho mọi người ấy. Thật sự là bạn hát rất là hay. Nghe mà kiểu như mình bị cuốn theo cái bài hát của bạn vậy. Có xí sao xuyến nào chưa?
chung là cũng có chút chị. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Có chút chút rồi ha. Rồi, thế thì bây giờ Thiện sẽ giới thiệu luôn. Anh Thiện đang ngồi ở ghế màu đỏ nha quý vị. Điểm mạnh điểm yếu của Thiện là như thế nào? Dạ thưa chị, về điểm mạnh của em thì nói chung là em là người hòa đồng, vui vẻ. Thêm nữa là em có chơi thể thao. Nói chung là bơi lội, gym hay là cầu lông, đá bóng gì em cũng có chơi hết. Trời dữ vậy, chơi nhiều môn vậy đó hả? Dạ. Ngoài ra thì em cũng có biết nấu ăn một chút xíu. Trên này thì em ở mình cho nên là em cũng muốn nấu những món mà đỡ nhớ nhà mà. Khuyết điểm của em thì em hay quên. Nói hay quên thì thôi chứ những ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm thì của bạn nữ chắc chắn em sẽ nhớ. À, em gái ơi. Đây, bé bé. Dạ, dạ, em nghe. Mơ đúng không cưng? Mơ. Dạ, vâng ạ. Rồi. Mơ. Hồng Mơ. Mọi người đều giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu rồi. Còn dạ. Giờ em nè. Điểm mạnh của em là em có một tinh thần sống lạc quan, vui vẻ. Nói chung cũng được hưởng từ mẹ nên nó ăn cũng ngon. À, dạ. Thì em ở đây là ở với ai nè? Dạ em ở đây thì hiện tại em ở một mình và nuôi ba con chó. Ê, là ba cục vàng của em. Ba cục vàng của em. Hát hoặc là múa nhảy linh tinh ấy. Dạ em có điểm yếu đó là em sạch sẽ, em thích thơm tho vậy á. Em có thể lau nhà một ngày 8 cửa nhưng em không có biết, em không có tỉ mỉ. Có nghĩa là những cái góc ngách này kia là em không có chui vô á. Dạ. Rồi bây giờ quay lại với hai chàng trai của mình đây. Bây giờ mình đi vô chuyên sâu một chút xíu. Tình duyên của em như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì là trải qua một mối tình, quen nhau được 3 năm rồi. Lúc đấy là hai đứa đều tập trung vào đi làm kiếm tiền á. Thì cái thời gian dành cho nhau nó ít đi, cùng với lại là công việc á thì nó áp lực nhiều nên là dễ stress. Một phần là gia đình bạn nữ thì cũng không có muốn là bạn nữ ở trong đây mà muốn bạn nữ về quê làm, không chấp nhận là quen nhau bằng tuổi ạ. Chết rồi, hôm nay chương trình là mai người lớn hơn tới 2 tuổi đó. Tại vì em cũng là vừa sinh viên ra trường thôi, nhưng mà điều đấy em sẽ cố gắng trong vòng 1-2 năm nữa em sẽ chứng tỏ được bản thân cho của mình, cho bên người nhà của bạn gái, để chứng tỏ rằng là mình đã là một người đàn ông trưởng thành và tự lập rồi. Nên là mong hai bác là yên tâm cứ giao con gái hai bác cho con. Rồi Thế Quyên. Dạ. Em hãy tâm sự về những mối tình của em. Chất thì là có hai người yêu đầu tiên thì em quen thời đại học và chia tay vì anh ta đi xuất khẩu lao động, đi nước ngoài. Dạ, đi Nhật. Kế tiếp là mối tình vô cùng ngắn, 1-2 tháng gì đó em không nhớ. 1-2 tháng mà giờ người ta cưới vợ rồi. Thì cũng có nhiều bạn nhắn tin hỏi em, nhưng mà kiểu như công việc của em á, nhiều khi rảnh nhiều khi bận, tới khi em rảnh em trả lời là người ta hết nhắn rồi. Người ta hết nhắn cho nên là rút cái kinh nghiệm nè, khi người ta nhắn cho mình là người ta đang ngứa, mình phải gãi liền. Mình không chịu gãi, tới lúc người ta hết ngứa rồi mình gãi cũng vô dụng mà thôi. Cho nên các bạn trẻ cũng vậy, tình yêu là phải nắm bắt và cơ hội nó chỉ đến một lần, ngay cả trong sự nghiệp cũng như trong tình yêu cũng vậy. Chứ không thôi là hút luôn giống chị Tường á, nhớ đó. Kinh nghiệm xương máu đó. Đó, phải thấy chị Tường làm gương nha, phải rồi. Bắt chụp liền. Bắt chụp liền. Thiện, tình trường mình sao? Dạ thì tình trường của em thì em trải qua là hai mối tình, một mối tình là hồi thời còn đi học. Còn một mối tình là hồi năm 2018, dạ cũng khoảng 2 năm mấy. Dạ lý do thì nói chung là có liên quan tới những người bạn của em nữa. Con trai hay con gái? Chắc chắn là con trai chị. Có nghĩa là cổ địa bạn nào của em phải không? Đúng không? Trời không ơi. Không phải gọi là địa, kiểu như là cái cách cư xử của họ là mình cảm thấy... Là em đó, cảm nhận được cái điều đó. Dạ đúng rồi. Và em tự chủ động chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Cô ấy không có giải thích, không có biện minh gì hết. Dạ có biện minh nhưng mà lúc đó thật sự là em đã hết tình cảm rồi. Rồi bây giờ chuyện tình yêu em nè. Em cũng yêu khá sớm. Là em có 3 mối tình. Em có 2 mối tình rất trong sáng. Của thời học trò là lớp 8 em quen được 1.5 năm. Thì lúc đó thì khi mà em là cái người kiểu rất là chú tâm vào việc học nhiều á. Chú tâm việc học nhiều mà có 2 mối tình lớp 8. Tôi không tin được cái chuyện đó. Em có thể tự tin là em học rất giỏi. Anh đó thì hơn em 3 tuổi thôi. Nhưng mà sau một thời gian quen thì khi em thi lớp 9, thi lớp 10 thì em muốn là tập trung vào để em thi vào cái trường của Vũng Tàu. Em nghĩ là em sẽ không có thời gian dành cho người yêu nữa. Em cắt hết mọi liên lạc. Và ủa mà nó nghe là xí. Dạ. Là mối tình lớp 8 với lớp 10 đó là trong sáng hả? Dạ trong sáng hoàn toàn. Lúc đó có nắm tay không? Dạ có nắm tay chứ. Có hùng má không?
Dạ không, không, lúc đó là trong sáng, trong sáng thực sự. À là nắm tay thôi đúng dạ, không? Dạ, em có thể khẳng định là trong sáng. Mà rung lập bập đó đúng không? Dạ. Tại dạ. vì chị biết em trong sáng mà tại em nói cái anh nó lớn em 3 tuổi sợ ảnh trong tối. Cái anh nó lớn em 3 tuổi sợ ảnh trong tối. Sợ ảnh trong tối. Anh ngoài tối. À rồi, xong rồi cái mối thứ hai là em quen năm cấp 3. Tối chưa, tối chưa? Không, vẫn sáng. Vẫn sáng. Em chắc chắn là em sáng. À sáng sáng. Quen nhau được 3 năm. Cho đến khi em lên đại học cuối năm 2015 thì gia đình của em bị vỡ nợ. Thì em phải em muốn đi làm để em kiếm tiền cho cha mẹ, cho gia đình. Thì em thấy là cái thời gian không có còn dành cho anh nhiều nữa. Và cái bước đi sắp tới thì có vẻ là sẽ không có đồng cảm được cho nhau. Nên là em nói là thôi hay là mình dừng lại. Dạ. Còn gần đây nhất thì là một mối tình của em quen 4 năm. Cũng có đặt ra cái luật là bây giờ nó ăn chắc chắn như vậy rồi thì hai đứa mình cùng nuôi con heo. Khi nào ai mà bội ước trước, con heo thuộc về người còn lại. Được. Ai bội ước trước là người kia phải được đền bù không? Dạ đúng rồi. Cuối em cùng. Muốn cái gì nó cũng phải có ý nghĩa như vậy. Thì để hai cùng cố gắng. Thì đến gần đến thời. Nhưng mà trong lúc nuôi con heo là con heo nuôi đi nhà ai? Dạ con heo nhà em. Đúng rồi, em thông minh đó. Nhà em có chó, nhà em có chó nên là nó giữ được. Xong rồi thì sau đó nếu nào? Trong bức tranh tương lai của anh có em thì hai đứa mình cùng kiếm tiền, cùng mua nhà, cùng mua xe và có một cái kết quả thật là đẹp. Rồi. Thì anh ấy chưa sẵn sàng. Thì em kêu là vậy thôi, hai đứa mình dừng lại cho nhau cơ hội mới. Hả? Ủa gì kỳ vậy, đang coi nuôi con heo. Đâu? Con heo thuộc về em, con heo thuộc về em. Con heo được ba lớn. Con heo đó cũng ít triệu, ít chục triệu á chị. Wow. Hay. Em đầu tư trong việc kinh doanh của em. Ê, cái chiêu này tôi thấy được nha chị em phụ nữ mình. Cái này mình rất là sòng phẳng đúng không? Có chiến lược. Em thấy sao? Em thấy chiến lược này ổn không Thiện? Có chiến lược, có đầu tư. Nhưng mà rõ ràng là đâu có này đâu có gì đâu. Cái này rõ ràng là mình muốn tiến tới hôn nhân rồi thì mình nuôi. Chị rất ấn tượng với cái chiến lược của em. Chị ưu tiên cho hỏi em luôn. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái người bạn trai cái mẫu như thế nào cưng? Em thì có một cái mẫu đó là thứ nhất là cao trên 1m7. Em lùn nhưng mà em thích người cao để em cảm giác được bảo vệ. Cao, to cao. Nên cũng được tại vì em trắng và em đứng cạnh cũng trắng hơn không sao hết. Nhưng mà không có hôi. Đen to cao không hôi. Phải thơm. Cái thứ hai nữa là sống có trách nhiệm và yêu gia đình. Cao mét mấy? Em cao 1m73. Có hôi không? Không. Đặc biệt là không có mùi cơ thể. Thơm phải không? Thơm phải không? Những cái tiêu chí bạn gái đưa ra thì em thấy em có thể đáp ứng được. Rồi. Rồi tiêu chí của em thì sao? Em thì nói chung là cần một người bạn gái là yêu thương gia đình, là nghiêm túc trong tình cảm. Ví dụ như mà mình muốn xác định một cái gì đó là mình phải thống nhất với nhau, kiểu như là phải có chia sẻ nhau chứ đừng có giấu khư khư, giấu cảm xúc. Cái gì em có thể chấp nhận được chứ đừng có im lặng. Nhưng mà chốt luôn. Lại một câu nuôi heo không? Nuôi heo thì vẫn nuôi heo. Rồi. Em vẫn đang nuôi heo mà. Không, nuôi heo chung á. Dạ được. Trong thời gian nuôi heo bạn gái giữ. Dạ rồi ok, cái đó không vấn đề. Đó, rồi chốt. Thế em luôn biết Quyên. Mẫu hình tượng của em sao? Em thì không có quan trọng bề ngoài lắm nhưng mà cao có. Cao có. To. To luôn. Tại vì em cũng em cũng bự con rồi đúng không? Đúng rồi. Em cao nhiêu? Dạ 1m6. Kiểu như bạn không cần phải đẹp nhưng mà kiểu như là có một cái chất riêng là được. Riêng lắm, ở đây anh nào cũng riêng hết á. Tính cách thì em mong bạn kiểu như là rõ ràng, thành thật. Khi mà trong một mối quan hệ thì nói chung là phải tin tưởng nhau. Rất là thích lãng mạn. Rất thích lãng mạn. Mình thật sự là mình cũng hay coi phim tình cảm lãng mạn mà mình cũng là người hơi xến một tí. Thì không biết là mong là mình có thể hợp được với bạn. Rồi, hy vọng vậy. Mọi sự gọi ở phía trước, nói không là phải chứng minh nữa. Giờ cao mét mấy? Dạ, cao mét 75 ạ. 75 được. Cao rồi nè. Rồi bây giờ chuẩn mẫu người lý tưởng của em là sao anh? Dạ, dạ, bạn gái em chỉ cần là dễ thương, thứ nhất là ngoại hình dễ thương, đảm đang. Một người có thể kiểu như là hiểu tính người lớn, hiểu ý người lớn. Ví dụ như là qua nhà, ví dụ như em có dắt bạn qua nhà thì ví dụ như bạn có thể là vô trong phụ với lại mẹ hoặc là các cô của em phụ nấu ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích một con gái như vậy, kỹ tính. Thế bây giờ mình sẽ quay lại với hai cái vị trí của người thân của các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Chị Tường với anh Đạt chào tất cả các bạn đang theo dõi qua màn hình. Xin chào. Chào. Rồi bây giờ mình sẽ ưu tiên bên đây có người lớn nè. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Dạ cô tên gì vậy cô? Con mẹ của Mưu. Dạ. Rồi cô ơi, cô có điều gì muốn chia sẻ về con gái của mình không cô?
Mẹ em ngại quá đây nè, em nói với mẹ em nha. Dạ em Mơ. Rồi. Vậy thì được. Rồi, mời em. Mơ phải nói là một người rất là mạnh mẽ. Ở nhà thì dễ thương thì bao nhiêu điều không biết, nhưng mà khi mà ra đường hàng rất là cảm thấy như một người đàn ông vậy đó. À. Nên là muốn bất cứ chuyện gì mà xảy ra là Mơ cũng cái đặc tính rất là nhỏ, rất là khá mạnh. Dạ. Yeah. Hôm nay cô với em gái thì mình theo dõi nãy giờ có hai chàng trai của chương trình. Là Thiện ngồi ở ghế đỏ, Quang ở ghế màu xanh, thì không biết là gia đình mình thấy là anh nào sẽ phù hợp với Mơ. Bạn ghế màu đỏ. Bạn ghế màu đỏ là bạn Thiện. Màu đỏ. Dạ. Yeah. Đồng ý với chị của Mơ, vậy là nãy giờ hai mẹ con có bàn rồi. Sao tự nhiên nghe mẹ với lại chị mà tự nhiên em rưng rưng nước mắt vậy Mơ? Khóc vậy? Nhớ mẹ hay sao? Dạ không, tại vì lâu không gặp, ý là không phải lâu không gặp, ngày nào cũng gọi, nhưng mà ý là tự nhiên gặp một cái khung cảnh khác á, nhắc đến gia đình thấy tự xúc hào động thôi, xíu, đúng không? Xíu, sao? Không buồn, tự hào. Điểm yếu lớn nhất của em đó chính là gia đình của em. Như vậy rất là tốt, một cô gái rất đầy cảm xúc. Dạ. Rất là đồng cảm với em ha. Rồi bây giờ cho Thiện chào bác gái chút nè. Dạ, con chào cô với chị của em Mơ. Chào con. Dạ. Hiện tại là cô với chị là đang ở Vũng Tàu à? Đúng rồi. Gia đình Mơ ở Vũng Tàu hết. Thì đến thời điểm này chắc cũng hơn nửa năm rồi Mơ chưa về nhà. Rất là nhớ. Dạ, em hy vọng là đợt Mơ về nhà gần nhất là có em về chung với mọi người. Wow. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn em gái nha. Ở nhà đông quá kìa, có bà gì nữa? Có ông chú nữa phải không? Hàng xóm em, hàng xóm, hàng xóm. Trời ơi, cả xóm qua coi luôn hả? Trời ơi. Em có người yêu mà cả xóm em để ý luôn. Áp lực nặng nề quá. Bé gái, chào em. Em chào anh Đạt, em chào chị Cát Tường và các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. Em là Thị Trang, bạn thân của Nguyên ạ. Em nghĩ là bạn Quang sẽ là một người có cùng chí hướng với Nguyên. Bạn có sẽ có kỹ năng nói và Nguyên thì rất là thích nghe những cái lời lãng mạn. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhiều. Rồi, quay qua lại hai bạn bên đây. Nhận xét của hai em về hai bạn gái hôm nay như thế nào? Dạ em thấy Thơ thì rất là dễ thương ạ. Thì nhưng mà bạn Quang của em thì bạn không thiên về là bạn không thích dễ thương nhiều lắm. Dễ thương được. Uống ngộ vậy? Quang à, thiệt không? Quang thích gì hả Quang? Em thích vừa phải hả? Dạ không. Bạn thân với nhau nhiều khi sau trận này là hai đứa giận nhau luôn á thì. Nhưng mà theo em thì bạn ghế đỏ hay là ghế xanh sẽ phù hợp với Quang hơn? Dạ, bạn ghế xanh phù hợp hơn. À, bạn ghế xanh. Vì sao? Bạn Quang thì vui tính, mà bạn nữ thì bên kia cũng có vẻ là hơi lành một chút xíu. Hơi lành. Bạn có thể gặp nhau và bên tính như đấy, lúc nào cũng cười nói. À. Ý em nói là bạn Quyên ở đây là lành. Dễ thương vừa phải thôi. Chứ không phải dễ thương quá đúng không? Là em thẳng tính vậy luôn không? Dễ thương vừa phải thôi. Vậy là em dễ thương quá đó. Nhưng mà về cái phần dễ thương là chắc nó đùa với chị. Đùa. em thích dễ thương đúng không? Dạ đúng rồi. Không ai mà không thích cô gái dễ thương hết thôi. Dễ thương, thích dễ thương vừa. Ông bạn này cũng đâm bang lắm nè. Rồi, được rồi, thôi cảm ơn hai em rất là nhiều. Ê bây giờ tính qua tính lại thiệt thòi nhất là Thiện ha. Hôm nay người thân em đâu? Dạ người thân hiện tại là đang ở nhà quê rồi chị. Nhưng mà nãy giờ hỏi thiệt là trong lòng em đã có xốn sang, có rung động chút nào chưa? Dạ nghe bạn nữ ghế đỏ dễ thương quá thì em cũng đang tò mò. Và bây giờ hai chị em mình còn chần chờ gì nữa? Chần chờ gì nữa? Mở cửa trái mở tim. Cửa chứ không thôi điện nó bắn trúng hai chị em mình. Yeah. Khóc sưng mắt sưng mày hết trơn ha. Dạ đâu. Tới đây, thì mình có hai cuốn sách để tặng. Và tặng tâm hồn cho tình yêu mình gửi. Dạ, cảm ơn. Gửi. Đó, thấy chưa? Những người đàn ông. Wow. Có một món quà. Cúi quà, cúi quà. Thì mình có mua tặng một cái lắc chân.
Thì món quà này có ý nghĩa là ví dụ là khi mà mình đã xác định thành đôi á thì chắc chắn là mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Thì không biết là liệu mình có thể đeo cho bạn được không ạ? Rồi bây giờ em giơ chân lên cho đeo hay sao? Bạn đứng ngồi xuống. Dễ thương quá ha. Đeo vô là coi như bị trói chân đó, em hiểu không? Hiểu hàm ý của nó không? Không chạy đâu. Chắc bạn không có ý đó đâu. Có ý đó đó. Em đoán là không. Chị đoán là có. Dạ. Khóa lại luôn, quăng chìa khóa luôn. Wow, đẹp quá nha. Cảm ơn bạn. Trời rồi, như là cảm ơn em. Rồi. Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? À, bạn Thiện thì không như em tưởng tượng, bạn Quang thì em có hình dung ra. Thế còn em sao? Qua Mạnh mới vừa mở cửa một cái là qua tặng lắc cho người ta liền. Dạ, tại vì bạn, cảm xúc như thế nào? Bạn dễ thương quá nên là bắt đầu bị cuốn vào tiếng hát của bạn ạ. Sao băng trôi ngàn tình ta bao la chiếc hôn đầu. Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn theo mà ngóng trông. Thì ra yêu là thế. Và khi mở cửa ra có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng có. Rồi giờ mơ, cô gái mộng mơ hay khóc? Dạ. Mở cửa trái tim ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ thì hai bạn khá là sáng ấy ạ. Sáng sạch sẽ. Không hôi. Không hôi. Vệ sinh. Không phải giờ chị ngồi đây rồi, nếu mà có hôi là chị nghe rồi. Dạ. Mũi chị thính lắm. Mà rồi. Em có quà muốn tặng hai bạn. Tặng đi. Dạ. Được. Dạ. Hai món quà hai hộp này khác nhau đó nha. Quà hộp bự hơn. Đó. Mình được mở. Khui đi, khui đi em. Dạ, khui quà. Dạ, đây đó chính là cái máy xông tinh dầu mini. À. Em bán hả? À? Em bán hả? À? Dạ không có, không có. Tại anh vì quảng cáo nhà... em luôn rồi đó. Anh tính là nào ở nhà của em thì cũng có cái máy xông tinh dầu. Thì sau một ngày làm việc ấy, khi mà mình về nhà thì mình bật lên ấy, cái mùi cộng thêm mùi thảo mộc nữa là mình cảm thấy nó rất là thoải mái, ngủ ngon. Và đó chính là tượng trưng cho mơ. À. Nhưng mà nói nghe nè, tại sao hai món quà giống nhau mà hai cái hộp khác nhau, là có chủ đích hay là vô tình hay là cố ý? Bự hơn cho bạn, có thể là bạn nam tương lai của em. Tất nhiên người ta có ý nha. Nhưng mà còn em vui vui lắm, nhưng mà khi mà bạn mệt mỏi thì em sẽ tâm sự với bạn như một người phụ nữ trưởng thành. Bạn yên tâm. À, bây giờ tới hỏi em nè. Dạ. Tặng hai cuốn sách của hai bạn đó là khác nhau hay giống nhau? Dạ khác nhau ạ. Một cuốn là viết về tình yêu và một cuốn viết về cuộc sống. Nói chung là bạn nữ ngồi ghế đỏ thì em tặng về tình yêu. Có cơ hội cho hai đứa thì em sẽ dẫn em về nhà anh chơi. Dạ em sẵn sàng. Em uống bia rượu được chứ hả? Ôi trời trời, chưa gì đủ đi nhậu rồi. Một thùng. Trời ơi, một thùng. Một thùng. Em uống một lon, bạn nam còn lại 23. Dễ thương quá trời. Có chiều sâu, có chiều sâu. Uống về người khác không được thì uống về em thì anh sẽ uống được. Uống về em thì anh sẽ uống được. Đó. Chà, tôi thấy sao thính nó bay lia lịa vậy ta. Giờ MC có cần ngồi đây không? Vì em anh sẽ sai hả? Rồi ok, bây giờ tôi ưu tiên từng cặp một nè. Ưu tiên em đó. Cho mình hỏi bạn ghế đỏ là có bao giờ mà hay giận vu vơ không? Thì cái đó thì không mà. Em là cái người, tại vì em cũng rất thích sự bình yên ấy. Nên có gì em thích thì em sẽ nói. Em không thích thì em sẽ nói luôn. Nếu như em sai, em xin lỗi, em biết ơn, em sẽ cảm ơn. Chứ ta thì im lặng nó chỉ giúp cho cái mối quan hệ nó bị xa nhau ra hơn thôi. Thì như vậy thì thôi, thà cắt đứt luôn. Ê, tính ra vậy cũng dễ hiểu mà, dạ, nó có khó hiểu đúng luôn ha. Cái kiểu của em như là có bất cứ chuyện gì thì mình cũng phải chia sẻ với nhau thì nó sẽ giải quyết được vấn đề nó dễ hơn. Dạ đúng rồi, em sẵn sàng. Em có cái kiểu là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại không? Dạ không. Dạ rất là nhiều người lừa lầm em vấn đề đấy luôn á. Kiểu giống như em nói thật là như vậy nhưng mà họ không tin. Nghĩa là em đuổi đi luôn mà họ không đi. Em là thẳng đúng không? Con gái nói có là có chứ không phải con gái nói có là không đúng không? Dạ. Em muốn hỏi bạn là bạn có nóng tính không? Tại vì khi mà tranh luận ấy, em không có thích bị ai la ai mắng hết. Em chỉ thích được nghe nó nhẹ nhàng thôi. Hai người cùng nóng thì tất nhiên là có những lời nói sẽ phát ra mình sẽ nghe không lọt tai, cho nên là lúc đó phải có một người nhịn. Thiện là đang kiểm soát cái cảm xúc của mình, đang cái tập thói quen kiểm soát nó. Là đang tập thói quen luôn. Vậy là trước giờ có nóng. Có. Đúng rồi, có nóng. Thẳng thắn. Cảm thấy được. Sợ hãi. Sợ hãi hả? Có ở đâu sợ hãi, người ta tên Thiện. Đâu rồi, em trả lời câu hỏi đó của người trả lời câu hỏi đó luôn. Em thì nói với người yêu của em á thì em
cực kỳ chiều chuộng. Là em đa phần là em sẽ hiểu được người ta đang muốn gì. Về cái vụ mà nổi nóng với người yêu thì em chưa bao giờ có hết. Bạn nữ ơi, không biết là bạn ngữ có ngại một chuyện là mình có bạn thân khác giới không ạ? Phân biệt rạch ròi giữa bạn thân và người yêu như thế nào? Về bạn thân khác giới và người yêu thì hai cái đó đều là phân biệt rạch ròi hết. Nó chỉ dừng lại mức bạn mà thôi. Không bao giờ được đi quá lên cả. Thì người yêu luôn là đặt trước bạn bè. Bạn nữ, bạn không có phân biệt rạch ròi như vậy, bạn nó không thích. Em rạch ròi nhưng mà bạn thân của em không rạch ròi thì làm sao? Không, từ khi bắt đầu chơi với nhau là em đã xác lập mối quan hệ là nó chắc chắn nó phải sẽ như vậy và không thể nào đi quá hơn được cái mối quan hệ đấy nữa. Rồi thí dụ như bây giờ là em đang có một người bạn thân, bây giờ em có người yêu, nhưng mà rồi cái cô bạn thân nó cũng không thích người yêu của em, rồi cái cô người yêu của em cũng thích cô bạn thân của em luôn, rồi em tính sao? Dạ, đầu tiên là phải hỏi thử xem là hai người đang ở không thích nhau ở điểm nào. Nếu như mà có bất kỳ tính gì mà bạn thân em là nó không được với yêu là em phải bắt bạn thân em sửa trước. Còn người yêu em có thể không sửa cũng được. Tại vì em thích những điểm đấy. Okay. Em muốn hỏi hai bạn nam. Rồi hỏi đi. Hai bạn biết nhậu không? Sắp nay ai cũng đòi nhậu nữa. Mình trả lời trước, tại vì mình là gốc miền Tây á, nên là không biết nhậu là dở lắm. Nhậu đế không à? Mình đi nhậu thường đi nhậu với bạn bè. Còn về khách hàng là chỉ là đi gặp mặt nói chuyện và trao đổi công việc thôi. Ví dụ như nếu như mà mình hỏi mà yêu ok thì ok mình sẽ dắt đi theo. Ví dụ nếu như cay cả yêu muốn về sớm, mình cũng sẽ từ chối cuộc nhậu và mình đi về trùng luôn. Đó. Bây giờ chị Tường sẽ nói về cái luật lệ của chương trình. Các bạn nãy giờ lắng nghe nhau nhiều rồi, hiểu nhau hết rồi nha. Có điện hay không được các bạn cũng tự đo được cảm xúc của mình rồi. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn thì bên hông sẽ có hai cái nút bấm. Nếu mình thích chàng trai hoặc là cô gái ở cái chiếc ghế màu gì thì bấm đúng vào cái màu đó mà mình lựa chọn. Mời các bạn nhắm mắt lại, hướng mắt rồi. Về phía máy quay. Đặt tay lên nút bấm nè. Và bây giờ chúng ta hãy đến với khoảnh khắc quyết định. Nhắm mắt lại và nghe nhịp đập con tim của mình. Các bạn có 5 giây. 5 4 Em muốn hỏi bạn là bạn có nóng tính không? Tại vì khi mà tranh luận ấy, em không có thích bị ai la ai mắng hết. Em chỉ thích được nghe nó nhẹ nhàng thôi. Hai người cùng nóng thì tất nhiên là có những lời nói sẽ phát ra mình sẽ nghe không lọt tai, cho nên là lúc đó phải có một người nhịn. Thiện là đang kiểm soát cái cảm xúc của mình, đang cái tập thói quen kiểm soát nó. Là đang tập thói quen luôn. Vậy là trước giờ có nóng. Có. Đúng rồi, có nóng. Thẳng thắn thấy sợ hãi. 3 2 Dạ, bạn đàn hay với lại giọng hát bạn. Em rất thích cái giọng hát của bạn vì thật sự là cái giọng của bạn rất là dễ thương, cùng với đó là nó rất là truyền cảm cái năng lượng với lại cái tình cảm của bạn đến cho mọi người á. Bạn nữ, bạn không có phân biệt rạch ròi như vậy, bạn nó không thích. Em rạch ròi nhưng mà bạn thân của em không rạch ròi thì làm sao? Không, từ khi bắt đầu chơi với nhau là em đã xác lập mối quan hệ là nó chắc chắn nó phải sẽ như vậy và không thể nào đi quá hơn được cái mối quan hệ đấy nữa. 1 Bấm. Tèn. Ê, nó nghe nè, hồi nãy mình có ve hồi đầu hay không? Quyết thắng. Yeah. Quyết thắng. Dạ, thấy chị Tường nói hay không? Thiệt mình đồ đôi hay đồ không? Đồ đôi. Hai cặp đôi đứng lên các em ơi. Dạ. Các em ơi. Bây giờ mỗi chàng trai hãy tìm về với vị trí cô gái của mình, dắt cô gái về ấy. Rồi, đó. Tự động. Trời ơi, một chàng pháo tay ngày hôm nay vui quá. Lâu lắm rồi mới có cảm giác là có hai cặp đôi thành công và cùng bấm nút tại chương trình. Nắm tay nhau đi các bạn. Chúng ta bây giờ đã là những cặp đôi rồi. Là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọn môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không.
rơi từng phút giây tuyệt vời yêu. Cảm xúc của Thiện bây giờ như thế nào? Bạn nữ hay run. Bạn run quá rồi chứ ha. Không, anh không biết là từ trước tới giờ em đã trải qua những gì, nhưng mà từ ngày hôm nay về sau thì anh mong là anh sẽ được đồng hành cùng em. Wow. Cặp này thì nãy giờ tôi nghe rồi, xỉu lên xỉu xuống rồi. Dạ, thật sự là hôm nay là rất là vui khi mà cuối cùng em được ghép đôi với bạn nữ. Em mong là mình sẽ có thời gian tìm hiểu nhau, cùng với đó là sẽ bước tiếp trên đường tiếp theo. Tại vì thấy em, thấy bạn nam cũng dễ thương. Với lại kiểu như cảm giác bạn có sự phân biệt rạch ròi giữa tình bạn. Thì nên em chọn bạn để sau này có thể hai đứa tìm hiểu. Bao giờ hai chị em hôn nhau cái coi nè. Dạ không. Dạ không. Tai ta đẹp vậy mà không hôn. Vẫn còn ngại á. Ngại. Nên là xác nhận tìm hiểu bạn thôi. Trời ơi, cần cái gì? Đây, mời hai em ôm một cái thì chứ đừng có hôn. Hôn tai thôi mà. Rồi ôm nè. Một cái ôm. Ôm. Có hôn không? Không không. Không có hôn. Rồi. Quy định khi mà đến với chương trình nha quý vị, trước khi đăng ký tham gia chương trình thì phải hiểu rõ. Khi chúng ta đã bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò, bấm rồi thì phải nắm vô và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Đó, phải tìm hiểu nhau để mà có thể phát triển nhiều hơn nữa trong cái tình yêu. Có tin vui thì báo với chương trình. Rồi, và đây là phần quà dành tặng cho các bạn tham gia chương trình nha. Quốc Việt Food xin gửi tặng cho mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Xin mời hai em. Đây, tặng cho em. Giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình còn dành tặng cho các bạn 1 năm sử dụng nước rửa chén Homey cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, gửi tặng hai bạn nhé. 1 năm sử dụng. Và bây giờ thì chương trình cũng chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Nhãn hàng John hân hạnh tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy 2-1. Đây, tặng em luôn. Dạ, chưa hết đâu. Và điều đặc biệt đó chính là nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một sẽ tặng cho các bạn 2-1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình và chúc cho các bạn sẽ có những khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật là vui, thật là thú vị và chúc sức khỏe cho tất cả chúng ta. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Đó là vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 Chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Kính thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.